Hello, xin chào các bạn đến với kênh Béo GB. Và hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra đơn hàng của ngày 30 tháng 8 này các em nha. Và đơn hàng đầu tiên là giới thiệu shop Béo GB ha. Gọi điện 0937899707 để đặt hàng. Facebook là Béo GB, Zalo cũng là Béo Lột, Zalo cũng Béo GB, nhưng số điện thoại cũng là 0937899707 nha các em nha. Đây là những cái món hàng, món quà nho nhỏ xinh xinh để shop tặng cho các bạn trong cái đơn hàng ngày hôm nay. Đây là cái cọc tóc tặng cho bạn nè. Và đây đơn hàng của bạn nào đây? Đây nha, Trần Hoàng Khánh Linh. Đây là đơn hàng của Trần Hoàng Khánh Linh nè. Đây là đơn hàng của bạn nhé. Đây, đó là có cái gì đây? Cái này qua cái này trắng trắng xinh xinh nhỏ nhỏ mà xinh nè. Này các bạn biết gì không? Bixi mochi bánh bao ha. 15.000 nhỏ, loại nhỏ nha, loại lớn là sắp hết rồi. Lớn 40.000 nhưng mà hết rồi. Và bạn đặt là cái trà sữa nè. Kẹo trân châu trà sữa nè ha. 38.000. Marshmallow loại nhỏ. Marshmallow loại ăn rất là ngon luôn. Vị dâu nè. 12.000. Và hũ xì lam để chơi giải chép nè. Trong mùa dịch này nó có là cham trong đây luôn nè. Wow, cham mình cuisine. Các bạn thấy là mình cuisine không? Đó, có kim tuyến luôn. 30.000 hũ này nha các bạn. Và tặng các bạn cho cái này là cọc tóc mini xinh xinh. Đơn hàng của Bảo Châu, đây là đơn hàng của Bảo Châu nha, Bảo Châu nha. Và đầu tiên là Bảo Châu có đặt là một cái lăn chi cọc tóc lăn chi Doraemon 13.000. Và cái cọc tóc nơ này là tặng cho bạn chứ không phải bạn đặt nhé. Hàng tặng. Một sắp hình của anh Zack. Fan của anh Zack đây. Rất là dễ thương. Và bạn đặt là hai cái combo. Đây hai combo. Hai combo của làm xì lam làm được mấy ba món, năm loại xì lam khác nhau ha. Năm loại xì lam khác nhau. Và đang đặt 10 bịch tiền. Đây 10 bịch tiền. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, đằng sau này nó sẽ khác nhau nha các bạn nha. Nó không phải nó giống nhau đâu. Ha, tiền nó khác nhau. Như là một sắp vậy nó là mệnh giá trong nó khác nhau nha. Và đây đơn hàng là của Vi ha, không biết chị Vi là bé Vi đây. Ở Long An đặt chỉ một bộ kit làm xì lam này thôi. 30.000 ha. Cũng làm được 5 món xì lam khác nhau, có thành phần ở đây. Đọc hướng dẫn sử dụng ha. À quên, tặng cho bạn một cái cọc tóc nữa hình trái dâu nè. Rất là xinh luôn. Nhỏ đặt ít hay nhiều cũng có quà nhỏ nhỏ nha các bạn. Xin chào Kim Hồng, đây là đơn hàng của Kim Hồng nha Kim Hồng ơi. Và đây là Kim Hồng đặt viết nè ha, quá trời viết luôn. Và bạn đặt là giới thiệu từng món nha. Đầu tiên mình tặng cho bạn một cái cọc tóc trước nha. Đây cọc tóc hình nên có trong trâu gần ten nữa cũng rất là xinh. Hy vọng là bạn thích. Và đây là bạn đặt là bút nước kim tuyến nha, bút nước. Hai cây bút nước khác nhau cho mình nha. Hai cây. Một cây là 15.000 nè. Bạn đặt là bút trái cây thì phải ha. Trái cây, xếp lấy trái cây này cho mình nha. Trái cây này, trái cây trái dâu với lại trái cây gấu nè. Còn bên đặt thêm là hai cây này nữa, hai cây bút thiên nga galaxy nè, 10.000 một cây. Còn đặt là hai cái bút chì bấm nè, này nó gắn vô đây nha các bạn, đó nó xúc đây gần gắn vô đây, bấm xuống là đè kim nó ra ha, đó kè kim nó ra, đó đè bấm xuống thì kim nó ra nha, rồi mình không xài nữa thì mình đè mình bấm cái mình đè kim vô để cho nó gãy sợi gãy kim nhé. Ở đây thêm một cây nữa, cái đó là chân gấu nè, cái này là gấu nè. Gấu nè, gấu là sơ. Hai cái bút kéo. Đây có hai cái bút kéo. Hai cái bút kéo có hoàng đạo luôn nha, có cung hoàng đạo luôn. Bạn đặt hình như là bút bút chân gấu, chân gấu tròn đen sắp hết rồi. Sắp lấy cho mình hai loại này. Cũng tròn đen có kim tuyến nè, cái đàn panda. Với lại con cú mèo. Và bạn đặt là hai Hello Kitty. Đây hai Hello Kitty. Đó nó có con xương cá, con cá nữa nè, với hai cái Hello Kitty. Bạn đặt là hai cái thỏ ha, sắp lấy hai thỏ khác nhau cho mình nè. Đó hai thỏ khác nhau, cái là thỏ hợp hòa và thỏ kim tuyến, rất là xinh luôn. Hai bút hoa nè, đó hai cái bút hoa kim tuyến hoa hồng nhé. Bạn đặt hai cái bút gấu thì phải, nhưng mà gấu thì hết rồi, loại 10.000 á. Sắp bắt gấu lấy Doraemon với chuột Hunter cho mình nè, rất là xinh không, bốn ngồi viết lùng nha. Và thêm là hai hồ này là hồ khô nha các bạn, 4.000 một khẩu. Rồi rồi, chưa tắt mình cười thằng này đi chán đi.